Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên lớp 10 bậc trung học phổ thông sẽ áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Hiện các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã sẵn sàng bắt nhịp cùng chương trình này. Điểm mới của chương trình là học sinh được chọn môn học theo sở thích và năng lực cá nhân, tức là học sinh lớp 10 sẽ học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục của địa phương. Các em chọn 5 môn khác từ 3 nhóm môn gồm nhóm khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và nhóm công nghệ và nghệ thuật. Đối với giáo viên, chương trình giáo dục phổ thông mới là chương trình mở, giáo viên có nhiều quyền và trách nhiệm hơn trong quản lý dạy học. Nghiên cứu các cái nội dung của lịch sử địa phương dựa theo cái chương trình cấu trúc của chương trình giáo dục phổ thông mới năm tới thì để vận dụng cho nó hợp lý ạ. Thì đó là cái phần mà chương trình mềm các trường có thể tự xây dựng, tự sáng tạo ạ. Với trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Thắng xác định ngay từ đầu định hướng cho học sinh khối lớp 10 năm học tới lấy khoa học tự nhiên và khoa học xã hội làm trọng tâm. Nhà trường đã xây dựng 6 đến 8 tổ hợp để học sinh lựa chọn các môn học nằm trong nhóm học sinh được lựa chọn. Dựa trên số lượng giáo viên ở các bộ môn để bố trí. Ngoài ra thì thực hiện song song hai chương trình là chương trình 2006 đối với lớp 11 và lớp 12 và chương trình 2018 với lớp 10 thì cũng phải căn cứ vào đội ngũ cũng như là cái cơ sở vật chất của nhà trường để thực hiện cái chương trình này. Dự kiến năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông số 2 Bảo Thắng sẽ tuyển sinh 8 lớp 10 với số lượng 325 học sinh. Căn cứ vào đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí giáo viên là những người có chuyên môn và kinh nghiệm. Cán bộ quản lý, giáo viên các môn học đã được nghiên cứu kỹ chương trình, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thảo luận kỹ về sử dụng sách giáo khoa. Môn mỹ thuật và cái môn âm nhạc thì hiện nay là nhà trường không có giáo viên, thì có thể là sẽ bằng cái hình thức đó là phát huy về các câu lạc bộ trong nhà trường, phân tích về những cái đánh giá về những cái thuận lợi rồi là những cái khó khăn, có tính khả thi và đảm bảo trong cái việc là thực hiện chương trình năm học mới của lớp 10 ở tại nhà trường. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các trường trung học phổ thông trên địa bàn Bảo Thắng đã sẵn sàng triển khai giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 10 ngay trong năm học 2022-2023.